6 dấu hiệu cảnh báo gan gặp vấn đề. Vàng da và mắt, đau khớp, hay quên. Teo cơ là những triệu chứng cảnh báo gan đang bị suy yếu mà bạn cần chú ý. Hãy cùng nhận biết bệnh điểm qua các dấu hiệu này nhé. Trước tiên là đau bụng. Theo Clemensing, cảm giác đau, sưng và nhức ở vùng bụng phía trên bên phải có thể là dấu hiệu gan của bạn đang gặp vấn đề. Lúc này, gan có hình dạng cong, kéo dài gần hết khoang bụng, điểm cuối nằm ở phía eo bên phải. Nếu gan bị tổn thương hoặc viêm, bạn có thể cảm thấy khu vực này bị sưng. Mắt và da vàng. Khi cơ thể bị phá vỡ các tế bào máu cũ, một hợp chất mới màu vàng gọi là bilirubin được tạo ra. Nếu khỏe mạnh, gan có thể xử lý bilirubin. Nhưng khi bị bệnh, nó sẽ để bilirubin tích tụ trong máu khiến mắt và da chuyển thành màu vàng, gây bệnh vàng da. Ngoài ra, nước tiểu sậm màu và phân màu nhạt cũng là dấu hiệu bệnh gan. Đau khớp. Các dấu hiệu viêm khớp như đau khớp, buồn nôn, nôn mửa, mệt mỏi và chán ăn đều liên quan đến bệnh gan, đặc biệt là bệnh viêm gan tự miễn. Đây là tình trạng bệnh trong đó hệ miễn dịch tấn công nhầm vào các tế bào và mô gan. Bệnh này phổ biến ở nữ nhiều hơn nam giới. Nổi mạch máu trên da. Nếu gan không thể lọc sạch máu hiệu quả, bạn có thể gặp vấn đề về đông máu gần bề mặt da. Nó có thể tạo thành các vùng mạng nhện hoặc dấu hoa thị, đặc biệt ở trên ngực và thân. Hay quên. Mất trí nhớ. Một lá gan bị bệnh có thể gây tích tụ đồng trong máu và não bộ. Điều này dẫn đến chứng hay quên, nhầm lẫn giống như bệnh Alzheimer. Teo cơ. Gan không khỏe có thể khiến bụng phù nề, mắt cá chân bị sưng cùng với tay chân gầy yếu, dẫn đến làm mất cân bằng dung dịch trong cơ thể. Tình trạng này cũng xuất hiện trên má và xung quanh thái dương. Khi đã có dấu hiệu này, bệnh gan của bạn đã đến giai đoạn cuối, rất nghiêm trọng, có thể gây tử vong cao. Bạn vừa xem xong video 6 dấu hiệu cảnh báo gan gặp vấn đề. Bạn có suy nghĩ và cảm nhận như thế nào? Hãy chia sẻ suy nghĩ và cảm nhận của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu bạn thấy video này hay, hãy like và share thật nhiều người. Và đừng quên bấm subscribe để xem những video mới nhất của Nhận Biết Bệnh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.